Hồi thời đó đó là nhân loại phát xuất từ đảo Phú Quốc, tức là trong 513 câu của con viết hay điển viết đó hả? Rồi đầu thể thủy địa cầu ăn nam là nước tổ tiên, là thời đó đó là lúc mà một cái tiền kiếp của con xuống thế gian, xuống đó để mà nhân loại của mình có hàng triệu năm nha, tỷ tỷ năm luôn. Nhưng mà lâu lâu có con người của mình văn minh quá rồi mình không có hiểu về tâm linh, mình càng văn minh càng iPhone rồi dữ dội đó, thì mình càng xa với Phật với Thượng Đế. Thì lúc đó cái trái đất nó cứ nhồi tới như cục bột hay giấy ợt à. Rồi xong cái bắt đầu mà cha mẹ mới cho một đứa con xuống lập lại nhân loại lại, mà mỗi lần làm lại như là mấy chục nghìn năm. Thì thời đó là con xuống, cho nên thời đó đó là những đứa con của con á, nó là cốt thiên, nó có điển thiên, tại cái DNA nó theo DNA từ trên trời xuống, rồi sanh ra cái mình để nó trong hang động, cái mình đi kiếm đồ ăn cho nó, thì lúc nào cũng có thiên và có quỷ chung phải không? Rồi mấy con thú dữ đó, nó mới ăn cắp mấy đứa con nhỏ nhỏ của con á, nó ăn thịt. Thì sau đó cái giống người á, mới lai ra cái tâm của con người á chập chờn, lúc thì niệm Phật, lúc thì sân si là vậy đó. Rồi cho nên Thượng Đế không có muốn tiêu diệt hết loài người, là cũng là con cái của Ngài hết. Cho nên cha mới nghĩ là trong mỗi máu của chúng ta là đều có cái tâm thiên sẽ thay đổi được, thì mới gọi là sàng lọc. Những cái đứa mà hung dữ ở ngoài đời á, sâu sâu thăm thẳm nó cũng có hiền ở trong đó, cả quỷ nó cũng có hiền nữa, cho nên mới gọi là thanh lọc lại. Thì là vậy đó, thì 513 câu rồi, trong đó mà ai mà hiểu hiểu nó có những cái cao lắm, cho nên mới cái chắp tờ thứ bảy cái ngưng, tại nó cao quá lời này ta nói mình quan tưởng dữ nữa. Nhưng mà nói chuyện đâu có phải là không có bà ấy đâu, mà sách vở đâu có ai viết. Con người mình bị chấp là bởi vì những cuốn sách nó cũng do một người nào đó viết ra, mà cứ viết sai rồi người khác hiểu sai. Những cái chuyện con biết là toàn là ngoài cuốn sách không, bề trên nói không, chứ bề là mình làm gì mình biết. Ở ngoài đó một cái xã hội tinh vi hơn mình cũng xài tiền. Tiền là gì? Tiền là phước, ở trên đó là credit card. Mình về chảnh mình cũng có mặt trời, mặt trời nó nóng theo cái độ mình muốn, cũng có mưa giống như mình muốn. Rồi mấy chư thiên mấy chư Phật mỗi lần mà ngồi nói chuyện á, không có cần mà microphone, ở trên nói xuống là tiên chúng, là dân ở trên đó bay tới nghe. Rồi mình cũng có nhà cửa, người nào có phước nhiều thì tạo cái nhà bự cũng giống như cái villa ở đây vậy đó, còn người nào ít phước thì làm cái nhà nhỏ. Rồi khi mình hết phước mình rớt xuống đây để mình chịu khổ. Ngày đầu tiên mình vô bụng mẹ đó là mình đã khổ rồi, vô cái ngục tù 9 tháng 10 ngày là tối thui đúng không? Mẹ cho ăn gì cho ăn đó, mẹ mà cho uống bia là cũng ở trong cũng xỉn luôn á, mẹ mà cho hút cần sa là ở trong cũng xỉn cần sa luôn, chứ biết làm sao giờ, đâu có điều chỉnh được. Còn mẹ mà nhảy đầm thì ở trong đó nó cũng nhức đầu á, tự nó lắc á rồi đủ hết. Còn mẹ mà không thích thì mẹ móc ra giục một rác. Nên khi mình xuống là mình đã chịu cái khổ đó rồi, vừa chư thiên xuống. Thì cho tới cuộc đời của mình, ngày mới mà sanh ra đó là mình đã bị con kiến cắn mình cũng khóc, rồi mình đói mình cũng khóc, mình tả ướt cũng khóc, tắm lạnh cũng khóc, tắm nóng cũng khóc, tiếng là họ tiếng khóc chào đời á. Khổ cho tới ngày hôm nay đi học cũng không phải lo làm bài, rồi đi làm cũng bị boss bị hiếp, rồi khi có tiền thì cũng bị bồ hay là anh em mượn giật nợ, tức là khổ triền miên. Người không tiền khổ ít, người có tiền gì trung bình khổ trung bình, người có tiền nhiều khổ càng nhiều. Bây giờ mình nói cái khổ, mấy ông bự bển ăn trên ngồi rồi tham nhũng sân trước sân sau, có ông nào ở được yên không? Như chùm bê đó có được yên không? Nhưng ông Bắc Hà đó, giám đốc ngân hàng là giàu không, bây giờ cũng ẩm luôn. Cho nên khổ tiền nhiều khổ nhiều, cái thế gian này là một cái bể khổ. Thì từ đó cha mẹ mới
nói các con hôm nay thời sàng lọc, muốn hết khổ phải đi về hết. Hôm nay Kiệt dẫn nhân lệnh bề trên xuống lùa hết 96 dạng ít linh căn về, đưa chiếc thuyền Bát Nhã, là cái này là thuyền Bát Nhã. Mà trong kinh sám Đức Thầy nói, hôm nay ai đeo cái thuyền Bát Nhã sẽ được tất cả các bề trên của 36 tầng trời, cả bên Phật giáo, Hồi giáo, Thánh giáo là Chúa đều gia hộ, rất là mầu nhiệm để mà vượt qua cái này. Không có bắt mình một ngày rụp cái ăn chay trường ngồi đọc kinh ai với là Phật, không có gì. Chỉ cần mình thay đổi sự sống, mình đừng có tạo nghiệp tiếp tục. Xưa giờ mình vô tình mình tạo nghiệp thì mình để đó mình phá lại. Còn bây giờ mình ăn chay được thì tam tịnh nhục, còn ăn chay trường được rồi tốt. Rồi biết bề trên chút, rồi biết chia sẻ. Ví dụ xung quanh mình, dòng họ của mình có 100 người, dì, cô, chú, cháu gì đó, khơi sình bà con, anh em dòng họ mấy lớp á, họ quá khổ thì nên giúp, cho họ mượn tiền để sống qua cái việc làm Bình Dương rồi Sài Gòn bây giờ, cũng như là chết không chết, sống không sống, mấy vị nói mà Đức Thầy chưa xuất hiện Sài Gòn, chết không chết, sống không sống, cũng giống như người zombie vậy, đi rồi như nè, đi mà không biết nó đâu nữa. Bảo đảm chợ Bến Thành sẽ không có ồn ào như xưa nữa. Thì cái kiểu nó sẽ sống như vậy cho đến khi Ngài xuất hiện, cho đến khi nước Việt có một sự thay đổi cực kỳ lớn sắp sửa xảy ra. Tiền thành tiền giấy á. Mà Kiệt đã nói tiền giấy thành tiền giấy cũng có năm rồi không? Giờ là cũng là giấy rồi đó. Thì nhiệm vụ của Kiệt xuống trần lùa 96 dạng ức linh căn con của Thượng Đế về trời. Kinh Đại Thừa, nếu mà thần Tú 700 năm về trước không có đổi kinh điển để mà xỉa xói cha mẹ, để mà cho tất cả chúng ta nhân loại không có nhìn cha, mà nhìn giặc làm cha, mà nhìn cha của mình thì không nhìn, nhìn mẹ của mình là không nhìn, mà lại đi nhìn giặc. Giặc là ai phải không? Giặc là giặc là hồi thời Đức Phật Thích Ca ngồi gốc cây á, Ma Dương nó hâm á, thời mạt pháp cho con của ta xuống thế gian cạo tóc mặc áo vàng đọc kinh của nhà ngươi, phá đạo nhà ngươi. Cho nên bây giờ á, Thượng Đế là cao nhất, cha mẹ của các chư Phật hết, tất cả chúng ta linh hồn của mình á, là đều do Thượng Đế tạo ra. Chân thần của mình là do mẹ tạo ra, mới gọi là cha trời mẹ đất. Tổ tiên của mình hàng nghìn năm á, lại ông trời, để cái lon sữa bò ngay trước nhà cứ lại ông trời. Hôm nay ông trời xuất hiện cho cái chân dung đó dễ lại hơn, mà thờ ở trong nhà nữa, không cần trời mưa phải bước ra ngoài sân nữa. Đó là nhiệm vụ thì chỉ nói lên cái đó. Nhưng hôm nay có một số Phật tử hay là những cái người mà đã bị nhồi sọ bởi những thầy bẩn. Mình thầy có hai loại nha. Phật giáo hiện giờ là pháp nạn bao nhiêu năm nay, bây giờ sẽ sắp sửa gọi là Phật giáo có cứu tinh rồi. Đó là Ngài Tuệ Sĩ hôm nay trở lại, ổng là Bồ Tát rồi. Thì cái thiên tâm này, cái này nó cũng đi song song với những chuyện đó. Để mà khi hết cái pháp nạn và Đức Thầy xuất hiện, thì tất cả mọi con dân Việt Nam lúc đó mới học những cái bài học đau thương hàng 40 mấy 50 năm nay, từ sau 75, để mà bắt đầu làm lại một người tốt, người đàng hoàng, vừa tinh thần, vừa xã hội, đạo đức và vật chất. Con người mà không có đạo đức, không kính hiếu cha mẹ, không có nhân lễ nghĩa chí tính, một con người vô dụng. Một lãnh đạo mà không có cái đó, một lãnh đạo chỉ có đưa đất nước xuống giật sờ hãm thôi. Mỗi một đầu người, mỗi một đứa nhỏ Việt Nam bây giờ sanh ra là mắc nợ biết bao nhiêu triệu. Ví dụ như mà nó nước mình đâu phải là dân da đen như kiểu Africa đâu, cầm tầm dông vật nhọn rượt mấy con thú mà dành ăn với mấy con sư tử đâu. Nước mình là loại văn minh, cũng không có phải như Miên hay Thái Lan hay Mã Lai, mình là người khôn. Mà bây giờ mình tính lại còn dở hơn tất cả người xung quanh. Mà trước 75 nước mình hơn Nam Hàn,
hơn Đài Loan luôn. Singapore là khỏi nói, vua xa. Mà huống chi Thượng Đế đã biết trước, cho nên cho 6 triệu người sống ở khắp năm châu. Nước Úc có cái hay của nước Úc, ở bển giờ nhiều người ta cũng ít nhất cũng gần cả triệu phải không. Âu Châu quá không, quá trời luôn phải không. Mỹ nội vùng này không là 500-600 nghìn người, Nam Cali nữa, Houston nữa, mình gom lại 6 triệu người của hiện giờ, 10 năm sau 6 triệu này nó đẻ ra nhiêu? Mấy chục triệu thì nó cứ thế mà nó cứ hoài. Cho nên bữa đó nhiều người nói: ô anh Kiệt, chúng tôi mong anh về Việt Nam giúp nước Việt đem đi mạch về, và anh cứ đi mua Houston mua đất gì. Không phải đi đi về về, nhưng mà những người thí dụ như về lớn tuổi, mình như mấy đứa nhỏ đây, mấy đứa nhỏ nó học ra kỹ sư đây, nó làm ở đây cho tới năm mấy tuổi, cái nó về hưu Việt Nam nó là kinh nghiệm đầy mình luôn á, thì về Việt Nam nó đem những cái kinh nghiệm đó truyền vô Việt Nam. Cứ thế là mình giống như mình đi lấy hết cái tinh hoa của thế giới đem về, thì nước Việt làm sao mà không giàu được. Còn bây giờ kêu tay về sức máy về máy bay mà bán vé không đồng đi, chưa chắc có nhiều người về, nhất là Kiệt không có về. Bởi vì nãy có núi đẹp cũng không được lên, chùa cũng không được vô, quê hương cũng không được về, chờ khi nào Đức Thầy xuất hiện ra lệnh cho Kiệt về mới về. Mà ngài hứa rồi, mới là tuần trước chứ phụ nói gần kề rồi con. Kiệt nói chuyện với Đức Thầy cũng giống nói chuyện với quý vị vậy đó. Ngài không có chết đâu, đừng có nói Đức Thầy chết. Ở ngoài Bắc á, người ta không có biết Đức Thầy là ai. Người ta nói sao anh cứ khấn Đức Thầy tôi, chúng tôi đã giết ổng hồi năm 1900 mấy ta, ba mấy hả, bốn mấy rồi đó. Chết queo rồi, bốn mấy? 47 hả? À, nói ơi, đã giết ổng chết rồi, mắc mớ vậy mà anh cứ khấn cho ổng về. Ủa? Tại anh quá khôn cho nên là thành ngu, Phật làm gì chết, đúng không? Còn sao không khấn Bác Hồ? Bác Hồ nói được 27 thứ tiếng, cái đó là xạo. Bác Hồ nói một thứ tiếng mà chưa có nói rành nữa kìa, chứ làm gì 27 thứ tiếng. Bữa hôm ông kia có cái bài thơ gì đó so sánh với ngài Trận Đạo đó, ổng giờ đang ở địa ngục chứ ổng đâu có phải là thành Phật. Nói rồi, cái lăng Ba Đình mà không thiêu á, là Trung Cộng á, nó chấn ném, nó giống như cái chuồng gà đó. Là cả dân tộc nước Việt á, sẽ không bao giờ ngóc đầu nổi á. Mình không có nói chính trị đây, mình nói sự thật. Tại vì tâm linh mấy vị nói, mình nói. Ổng làm biết nhiêu chuyện ác, làm gì mà thành Phật. Luật Phật ở đó, đạp một con chuột, con kiến hay xe, mình cán mà vô tình mình cũng bị tội nữa. Đẩm gì mà giết người mà không làm thật được. Không có đơn giản như vậy. Đã có lần ổng nói chuyện với Kiệt mà, xin điếu thuốc, cắm xuống đất, ông hút cái rột xuống. Nhưng mà muốn mà nói chuyện với ổng là mấy ông thiên tướng thứ cao á, với lệnh của bà trên á, mới cho ổng lên. Chứ ổng bị giống như là nhốt trong gọi là cái gì á, cái cell mà Mỹ, mà chỗ gọi là tù đặc biệt mà không ai được thăm nuôi á, là mấy ông thiên tướng mới kè lên á. Ở ngoài trời á, phải nói lớn tiếng nó hơi giống như giọng nó hơi dữ, nhưng mà nói nhỏ nó không có vô cái âm thanh. À, tiếng xe rồi tiếng ồn quá. Đứa nào có xe mà thế nào dẫn đường cho chị này lên lại cha lại mẹ trên núi nghe, trở về mở cổng chị vô. Chị không có được cái số, nhưng mà ngựa trên núi có không, đi đông quá không có được. Nhưng mà không, ý là nói là xe mà vô một chiếc thôi, chứ còn mà đi đông đi 3-4 xe không có được. Ok, đứa nào giơ tay lên rồi hả? Không biết số phải không? Biết rồi phải không? Ok rồi, chạy theo ông này. No, đi hai xe không được, một xe thôi. Một chiếc của người thiện nguyện trên núi và một chiếc của người ngoài thôi.
đi nguyên một đống xe lên là mình chết, không có được. Hả? Từ từ đi, cứ cho mọi người xong rồi tới người khác. Từ từ. Ai giờ đạo Phật không có hiểu gì chứ. Từ từ, có gì đó. Ai cũng có phần.